Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu chẳng tinh tấn thì rất khó tin hiểu. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Sắc thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức là quả thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện sắc thanh tịnh, tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh nên sắc cũng thanh tịnh. Sự thanh tịnh của sắc này cùng với sự thanh tịnh của trí nhất thiết từ xưa đến nay không hai, không khác, không đoạn diệt, không hư hoại. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức là trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức cũng thanh tịnh. Sự thanh tịnh của thọ tưởng hành thức cùng sự thanh tịnh của trí nhất thiết từ xưa đến nay không hai, không khác, không đoạn diệt, không hư hoại.